Ok nhá, sau đây thì mình sẽ làm một cánh tên của bạn nhé. Ok, sau đây mình sẽ buộc vào các bạn nhé.
Ok mọi người nha, vậy là mình đã hoàn thành rồi các bạn nha. Tí nữa thì mình sẽ đi bắn thử cho các bạn xem. Khá đơn giản và hiệu quả. Ok nhé, đây là ống phóng này các bạn. Ok các bạn ơi. Không hề yếu nha, không hề yếu đâu, mà mũi tên mình còn cùn thế này, không hề yếu. Xuồng. Bắn mục tiêu này thì khá đơn giản thôi. Bắn khá mạnh mà này, không hề yếu nha. Không phải yếu đâu, khó rút, khá sâu ấy.